cây cầu qua sông Mê Công. Cầu số 1 cầu hữu nghị Lào, Myanmar nối Luang Mát, Lào với Sang, Myanmar đang là dự án. Cầu số 2 cầu hữu nghị Thái Lào 4, nối tỉnh Chiêm Rai của Thái Lan và huyện Hoi Si, tỉnh Bokeo của Lào. Cầu số 3 cầu nối tỉnh Seabu với tỉnh Audomay, Lào. Cầu số 4 cầu bắc qua sông Mê Công nối Luang Prabang, Seabu, tỉnh Seabu, Lào đã khánh thành cầu số 5 cầu Bắc Lay nối tỉnh Seabu với tỉnh Viên Chăn, Lào đã khởi công. Cầu số 6 cầu Hữu Nghị Thái Lào 7 nối tỉnh lây của Thái Lan với Viên Chăn, Lào dự kiến. Cầu số 7 cầu Hữu Nghị Thái Lào nối tỉnh Nông Khai và thị xã Nông Khai ở Thái Lan với thủ đô Viên Chăn của Lào. Cầu số 8 cầu nối Nông Khai và Viên Chăn đang dự án. Cầu số 9 cầu Hữu Nghị Thái Lào về nối tỉnh Buen Cang, Thái Lan với tỉnh khami Lào đang là dự án. Cầu số 10 cầu hữu nghị Thái Lào 3, nối tỉnh Na Khong Pha Nôm của Thái Lan với thị xã Thê Khét, tỉnh Khăm Muộn của Lào. Cầu số 11 cầu hữu nghị Thái Lào 2, nối tỉnh Mu Hang của Thái Lan với tỉnh Sa Van của Lào. Cầu số 12 cầu hữu nghị Thái Lào 6, nối huyện Na Tan, tỉnh U Bông Rác với tỉnh Sa Ra của Lào, đang dự án. Cầu số 13 cầu hữu nghị Lào, Nhật Bản, Pết, tỉnh Cham Bắc Sắc, Lào. Cầu số 14 cầu Đon Không, Cham Bắc Sắc, Lào, đã khánh thành. Cầu số 15 cầu Stung Trang, còn gọi cầu Hữu Nghị Campuchia, Trung Quốc, tỉnh Stung Trang, Campuchia. Cầu số 16 cầu Kiyuna, nối thành phố Kampong Cham với các huyện tỉnh Kampong Cham, Campuchia. Cầu số 17 cầu Ta tỉnh Can Đan, Campuchia. Cầu số 18 cầu Monivong, Phong Penh, Campuchia. Cầu số 19 cầu ta Khơ Mau, nối ta Khơ Mau với ngoại ô Phong Pen. Cầu số 20 cầu Nít Lơ Ung, nối tỉnh Can Đan và tỉnh rê Ven. Cầu số 21 cầu Cô Thom, huyện Cô Thom, tỉnh Can Đan. Cầu số 22 cầu Cao Lãnh, nối thành phố Cao Lãnh với huyện Lấp Vò, Đồng Tháp. Cầu số 23 cầu Mỹ Thuận, Tiền Giang, Vĩnh Long. Cầu số 24 cầu Mỹ Thuận 2, Tiền Giang, Vĩnh Long, đang thi công. Cầu số 25 cầu Rạch Miễu, Tiền Giang, Bến Tre. Cầu số 26 cầu Rạch Miễu 2, Tiền Giang, Bến Tre đã khởi công. Cầu số 27 cầu Ba Lai, Bến Tre. Cầu số 28 cầu Ba Lai mới, Bến Tre. Cầu số 29 cầu Hàm Luân, nối thành phố Bến Tre, huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre. Cầu số 30 cầu Đình Khao, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, dự án. Cầu số 31 cầu Cổ Chiên, nối huyện Mỏ Cày Nam tỉnh Bến Tre, huyện Càng Long tỉnh Trà Vinh. Cầu số 32 cầu Vĩnh Trường, nối thị trấn An Phú với xã Vĩnh Trường, huyện An Phú, An Giang. Cầu số 33 cầu Châu Đốc, nối thành phố Châu Đốc với thị xã Tân Châu đã khởi công. Cầu số 34 cầu Lấp Vò, cầu Bình Thạnh Trung, huyện Lấp Vò, Đồng Tháp. Cầu số 35 cầu Vàm Cống, nối quận Thốt Nốt, Cần Thơ với huyện Lấp Vò Đồng Tháp. Cầu số 36 cầu Cần Thơ, Cần Thơ, Vĩnh Long. Cầu số 37 cầu Đại Ngãi, Trà Vinh, Sóc Trăng đã khởi công. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.